Làm như làm cái gì? Tôi thì khẳng định là sang năm đẻ rồi. Sang năm đó, năm nay thì sang năm mới đẻ chứ. Ờ, thế đầu năm lúc nào thì có, bây giờ có rồi thì sang năm chả đẻ. Thì bây giờ có, bây giờ sang năm chả đẻ. 9 tháng rồi. To quá. Cái này bé anh to không ra này, anh bé. To hơn tí. Đổi mẹ lối đi. Đổi, đổi. Đổi đi. Đổi. Hấp bê đổi nó. Nó được ít nước. Thêm nhiều đấy, thêm nhiều nước. Lồi nó vuông đáy to hơn nhiều đấy. Thế chưa? Đổ nó lọt thoáng ngay. Vung đâu nhỉ? Vung ở trong nhà. Bạn đang làm thuê cho người khác. Anh. Đây. Tôi biết là làm rồi được. Chịu rồi. Làm vlog. Ngồi đây anh em ơi. Lấy cảnh. Ê, ngồi đây. Đi quay là mình quay nhà. Thế này tôi có chuyên môn đâu, người khác làm cho thôi. Mỗi người nó có một việc. Cũng muốn, cũng nghĩ là cách kiếm tiền nhưng mà mình đéo kiếm được. Bởi vì thì tôi làm cái nọ thôi, bỏ cái kia. Mình thấy cái gì nhàn hơn thì mình làm, đúng không? Nhàn, ai chả biết là nhàn ra. Cái gì ra tiền thì mình làm. Mình phải nghĩ được, làm được. Thiếu nước rồi đấy. Bây giờ lấy dòng đi nước phích. Tôi một cành dí vào nước này đây. Đêm đi.